Chúng ta tiếp tục với các module khác. Ở đây chúng ta sẽ thấy, chúng ta vừa xem qua chuyện của người khởi nghiệp, chúng ta vừa đề cập đến việc tự giới thiệu mình và cách giao tiếp có hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ nói về đội nhóm. Đội nhóm là quan trọng. Trong phần giới thiệu tôi đã nói, một trong ba yếu tố dẫn tới sự thất bại của một startup là đội nhóm. Yếu tố thứ nhất là bạn có một ý tưởng hay, nhưng bạn không tìm được thị trường. Yếu tố thứ hai là đội nhóm, bởi vì các thành viên trong nhóm không mang tính bổ sung, bởi vì mọi người cãi nhau, bởi vì nhiều lý do khác nhau. Và thứ ba, bạn không có nguồn tài chính. Vậy, ở đây chúng ta xem xét một chút về đội nhóm. Giống như trình bày về giao tiếp, ở đây tôi cũng dựa vào một bài thuyết trình của Viện Quản lý Dự án. Tôi sẽ nêu lên một số công cụ và một số yếu tố liên quan đến đội nhóm. Chúng ta sẽ cùng xem xét những công cụ và yếu tố đó. Trước tiên, tôi muốn kể một câu chuyện nhỏ. Khi tôi được liên hệ cách đây 2-3 năm, lúc bắt đầu xuất hiện các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, tôi đã hơi ngạc nhiên bởi vì các dự án được đánh giá trên các cơ sở về ý tưởng, trên cơ sở về thị trường, trên cơ sở tài chính, nhưng không hề tính toán đến đội nhóm. Trong khi đội nhóm là một yếu tố cơ bản, bởi vì chính đội nhóm sẽ làm cho dự án của bạn khác với dự án khác. Và như tôi đã nói, mọi người có thể đánh cược với những gì họ thấy được. Mọi người khó đánh cược với tương lai. Không ai có thể dự đoán trước được tương lai. Do đó, mọi người sẽ đánh cược vào những cái gì có thật. Và cái gì đã có thật với một dự án? Một lần nữa, không phải là bằng sáng chế, mà đây là đội nhóm. Là đội nhóm đang có mặt, đội nhóm mà bạn đang tin tưởng và những nguồn vốn mà bạn đang có, bao gồm cả nguồn vốn do chính đội nhóm mang theo. Vì vậy, đội nhóm là một yếu tố cơ bản. Bạn có đồng ý với tôi điều này? Vậy, trong phần giới thiệu về đội nhóm này, chúng ta sẽ đề cập đến những niềm tin thường có liên quan đến hiệu quả làm việc của một đội nhóm. Làm thế nào để... đây, nếu bạn phải ghi nhớ một ảnh chiếu, sẽ là ảnh này. Làm thế nào để đội nhóm tiến hóa từ tình trạng đang được điều khiển bởi một ai đó sang tình trạng làm việc một cách độc lập để có thể đảm nhiệm mọi hoạt động của một startup? Có bao nhiêu giai đoạn trải qua để đạt được mục tiêu tiến hóa đó? Tiếp theo, sẽ có những giá trị đạo đức, những phong cách quản lý khác nhau. Và cuối cùng, chúng ta sẽ nói đến hiệu ứng Pygmalion. Đó là khi chúng ta càng nghĩ ra một thứ gì đó, là thứ đó có thể thực sự hoàn thành, là hiệu ứng tự hoàn thành, hiệu ứng Pygmalion.